Rasmus Højlund lập kỷ lục lịch sử ở ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Đan Mạch đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của MU trước Luton Town ở vòng 25 Premier League vào đêm qua. Sau quãng thời gian bị chỉ trích vì không ghi bàn trong 14 trận liên tiếp, cựu sao của Atalanta đã tỏa sáng với bàn thắng thứ 6 trong 6 trận liên tiếp ở ngoại hạng Anh. Theo tờ Opta, Højlund 21 tuổi 14 ngày trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở ngoại hạng Anh. Tính trước mặt đấu trường, bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro của MU đã có 13 bàn thắng, đi kèm với đó là 2 được kiến tạo. Chưa dừng lại ở đây, Højlund còn giúp MU tạo thêm 2 cột mốc lịch sử, đó là bàn thắng sớm nhất trên sân khách ở Premier League ở giây thứ 37 và dẫn 2-0 trên sân khách trong thời gian ngắn nhất là phút thứ 7. Real Madrid trao Mbappe số áo huyền thoại. Theo tờ Mundo Deportivo, trừ khi Vinicius Junior ra đi hoặc muốn thay đổi số áo, Mbappe mới được trao chiếc áo số 7 biểu tượng tại sân Bernabeu. Thay vào đó, Real Madrid sẵn sàng chọn số 10 cho tuyển Pháp. Luka Modric chuẩn bị hết hợp đồng, do đó chiếc áo số 10 sẽ có sẵn cho Mbappe trong mùa hè 2024. Thực tế, chân sút sinh năm 1998 không quá xa lạ với số áo này. Ở tuyển Pháp, Mbappe chơi hay với chiếc áo số 10 sau lưng, còn Antoine Griezmann là chủ nhân của áo số 7. Tại World Cup 2018, Mbappe nhận giải cầu thủ trẻ hay nhất khi ghi 4 bàn, cung cấp một kiến tạo trong lần đầu dự giải. 4 năm sau, tiền đạo 25 tuổi không thể cùng tuyển Pháp bảo vệ thành công ngôi vương. Dù vậy, anh đã ghi hat-trick vào lưới đội tuyển Argentina ở chung kết và đoạt giải vua phá lưới. Hiện tại thì Mbappe vẫn tích cực đàm phán với Real Madrid để chốt thỏa thuận trong hợp đồng. Tờ AS đưa tin, Real chuẩn bị sẵn 500 triệu euro để đưa Mbappe về với Bernabeu. Bayern Munich thua sốc tại Bundesliga. Vòng 22 Bundesliga, Bayern Munich đã tiếp tục khiến người hâm mộ phải thất vọng khi để thua trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Bochum. Với chất lượng đội hình vượt trội, Bayern Munich dồn lên tấn công ngay ở những phút đầu tiên. Phút 14, khán giả đã được ăn mừng bàn thắng với pha lập công của Jamal Musiala. Tưởng chừng lợi thế bàn thắng sớm này sẽ giúp cho Hùng Xám thi đấu khởi sắc hơn, tuy nhiên Bayern Munich đã bị dội một gáo nước lạnh. Phút 38, Asano khống chế gọn gàng đường truyền từ đồng đội trước khi tung ra cú sút gọn gàng quyết bình tỷ số cho đội chủ nhà. Niềm vui tiếp tục đến với khán giả nhà. Phút 44, Slotterbeck đã đón quả phạt góc và tung ra cú đánh đầu lạnh lùng đưa Bochum vươn lên dẫn trước, tỷ số là 2-1. Bước vào hiệp 2 thì Bochum tiếp tục thi đấu quả cảm. Khi Bayern Munich còn đang loay hoay tìm kiếm bàn gỡ thì ở phút 78, Stöger đưa đội bóng chủ nhà vươn lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Phút 87, Hùm Xám có được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ công của Harry Kane, nhưng thời gian còn lại là không đủ để cho Bayern Munich có được bàn gỡ hòa. Với thất bại này, Bayern Munich tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng và đang dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Leverkusen. Real Madrid hòa thất vọng trước Rayo Vallecano. Một lần nữa, Real bất lực trước Rayo Vallecano, bất chấp phong độ hai đội hoàn toàn trái ngược khi chuẩn bị cho trận derby thủ đô. Real có phong độ cao đầy tự tin, giành chiến thắng trên sân của Vélez, qua đó nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Girona, đội có chuyến làm khách của Athletic Bilbao. José Lu đã giúp đội quân của Ancelotti dẫn trước chỉ sơ đầy 3 phút. Trọng tài bắt lỗi việt vị, rồi sau đó công nhận bàn thắng sau khi theo dõi VAR. Real làm chủ thế trận, nhưng sai lầm của Camavinga khi để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền cho Rayo Vallecano. Raúl de Tomás sút tung lưới đội bóng cũ từ chấm 11m để ghi bàn đầu tiên trong mùa giải này. Tấn công bế tắc trong hơn 60 phút còn lại, dù huấn luyện viên Ancelotti thực hiện nhiều sự điều chỉnh, Real buộc phải chấp nhận kết quả hòa 1-1. Đây là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thắng được Vallecano. Chelsea muốn chiêu mộ Harry Kane. Chelsea được cho là đang lên kế hoạch gây sốc cho Harry Kane sau khi nghe một số thông tin về tình hình khá ảm đạm hiện tại của anh tại Bayern Munich, khi Harry Kane đang đứng trước một mùa giải trắng tay tiếp theo trong sự nghiệp. Nhà báo Wayne Vasey của Football Insider khẳng định Chelsea đang theo dõi mọi diễn biến của Harry Kane. Mặc dù Kane chỉ mới đến Munich được vài tháng, nhưng có thông tin cho rằng Chelsea đang hy vọng anh sẽ nhanh chóng trở lại Premier League. Harry Kane đã làm việc với huấn luyện viên Mauricio Pochettino tại Spurs và cả hai vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Nhà báo Vasey tin rằng Chelsea sẵn sàng trả cho một khoản phí tương tự như những gì Bayern Munich đã trả để chiêu mộ Harry Kane. The Blues đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình sau khi được mua lại bởi tỷ phú Todd Boehly và
và tập đoàn Clear Lake Capital. Tuy nhiên, đội hình của họ gồm quá nhiều tài năng trẻ nên cần một ngôi sao lớn như Harry Kane dẫn dắt. Nếu thương vụ này thành công, Chelsea sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch Premier League ở mùa tới. Napoli sắp sa thải huấn luyện viên lần thứ 2 trong mùa. Theo truyền thông Italia, Napoli có thể sa thải huấn luyện viên Walter Mazzarri sau trận lượt đi ở vòng 1/8 Champions League với Barcelona. Walter Mazzarri mới được Napoli bổ nhiệm hồi tháng 11 năm ngoái sau khi sa thải huấn luyện viên Rudy Garcia. Chuyên liên gia Italia được trao vào hợp đồng ngắn hạn tới hết mùa giải này. Tuy nhiên, ông có thể sẽ rời sân San Paolo trước khi hợp đồng kết thúc. Cụ thể, theo tờ La Gazzetta dello Sport, chủ tịch Aurelio De Laurentiis và Napoli rất thất vọng với màn trình diễn của đội nhà dưới thời của huấn luyện viên Mazzarri. Kể từ khi nắm quyền hồi giữa tháng 11 năm ngoái, huấn luyện viên Mazzarri đã trải qua 17 trận đấu trên mặt đấu trường cùng Napoli. Kết quả, ông chỉ giành vỏn vẹn 6 chiến thắng, trong đó còn hòa 3 và thua 8. Tỷ lệ thắng của nhà cầm quân 62 tuổi này ở Napoli chỉ là 35,29%. Vì vậy, theo tờ báo này, Napoli sẽ sa thải huấn luyện viên Mazzarri nếu màn trình diễn của đội nhà không được cải thiện ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Barca vào giữa tuần tới. Thậm chí ngay ở thời điểm này, ban lãnh đạo Napoli đã nhắm một số ứng viên thay thế cho Mazzarri. Trong đó nổi bật nhất chính là huấn luyện viên Marco Giampaolo, người đã từng dẫn dắt AC Milan và Sampdoria trước đây. Barcelona lên kế hoạch thay thế Lewandowski. Theo nguồn tin từ Barca Network, Barcelona đang muốn chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của câu lạc bộ RB Leipzig vào mùa hè năm 2024. Một trong những vấn đề chính của câu lạc bộ Barcelona mùa này là việc chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng. Blaugrana nằm trong số những đội bóng sáng tạo nhất châu Âu nhưng không thể ghi được nhiều bàn thắng như kỳ vọng. Chân sút chủ lực ở Camp Nou, Robert Lewandowski đã thực sự sa sút. Dù anh đã cải thiện phong độ ghi bàn trong những trận đấu gần đây, nhưng ở tuổi 35, tiền đạo người Ba Lan không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Barca cần một tiền đạo mới để có thể dẫn dắt hàng công và đó là lý do để quan tâm đến tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig. Mới 20 tuổi, tiền đạo đến từ Slovenia đã nhiều câu lạc bộ săn đón. Sesko có ngoại hình cùng khả năng săn bàn được đánh giá cao như Lewy. Với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường, tiền đạo này được đánh giá là một trong những ngôi sao đang lên của Bundesliga. May mắn thay cho Barcelona, hợp đồng của Sesko có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro. Đây không phải là một con số nhỏ, nhưng nó vẫn phải chăng hơn nhiều so với những tiền đạo trẻ ưu tú khác. Đặng Văn Lâm tiếp tục dị chấn thương. Vừa tái xuất sân cỏ, thủ môn Đặng Văn Lâm lại dị chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp 1 của đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định. Điều đáng nói đây là trận đấu đầu tiên Văn Lâm trở lại sau chấn thương. Anh mới chỉ bình phục chấn thương cũ và trở lại tập luyện vào đầu tháng 2 vừa qua. Phút 35, Văn Lâm nỗ lực băng ra giải cứu pha thoát xuống chống trải của chân sút bên phía Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, thủ thành của đội tuyển Việt Nam đã bị đau ở vùng đầu gối sau tình huống này, dù không va chạm với đối thủ. Mọi chuyện cũng tương đối nghiêm trọng khi thủ môn sinh năm 93 không thể thi đấu tiếp tục. Lâm Tây buộc phải rời sân, nhường chỗ cho thủ môn dự bị Mạnh Cường. Chấn thương của Văn Lâm đã khiến anh không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 vừa qua. Thay vì cùng các đồng đội thi đấu tại giải đấu này, thủ môn Việt Kiều đã phải sang Singapore điều trị chấn thương. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương mà Văn Lâm gặp phải. Thủ môn 31 tuổi sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để có thể xác định tình hình.